kiến sắc tức không thọ nạp thị. Kiến sắc tức không, ý nói khi nhìn thấy sắc mà thấy nó vốn là không, như kinh đã nói sắc tức thì không. Tại sao lại nói như vậy? Phàm phu chúng ta đều chấp vào sắc, chấp vào cái tướng trạng tổng quát của sắc pháp này mà chúng ta gọi là sắc thân, tức cái thân thể đây. Bảo rằng thân thể của chúng ta là không ư? Rõ ràng nó có sờ sờ đấy mà. Nó biết mặc quần áo, biết ăn uống, biết ngủ nghỉ. Vậy làm sao lại bảo nó là không chứ? Thật ra tới khi nào chúng ta hiểu rõ ra bởi đâu mà nó có, lúc đó chúng ta mới có thể bảo nó là không thôi. Ở trên tôi đã từng giảng về cái chân không của tích pháp, tức dùng cách phân tích như vậy để hiểu về cái không. Thân thể chúng ta gọi bằng danh từ sắc thân là gọi cái tổng tướng, tướng chung của nó. Còn khi tách biệt ra thì nó có đất, nước, gió, lửa, là những biệt tướng của sắc. Vậy thân thể này là gồm các yếu tố đất, nước, gió, lửa hòa hợp lại thành. Tỉ như da, thịt, gân, xương trong thân ta là thuộc về đất hay địa đại. Còn nước miếng, nước tiểu, phân, nước, mồ hôi đều là nước hay thủy đại. Hơi ẩm trong thân là chất lửa hay hỏa đại. Hơi thở ra vào là chất gió hay phong đại. Khi bốn đại điều hòa với nhau thì tạo nên thân thể. Nếu bốn đại phân tách thì thân này bị diệt không còn nữa. Lúc đó chất lửa sẽ trở về với hỏa đại, gió về với phong đại, nước về với thủy đại, và đất sẽ về với địa đại. Mọi thứ hoàn trả về lại nơi chốn của chúng, chẳng còn gì nữa, và kết cuộc là không. Đa số phàm phu chúng ta chấp thân thể này là ta, tức là sự sai lầm. Vậy thân này chẳng phải là ta sao? Nếu thân thể không phải là ta, vậy cái gì mới là ta? Cái gì có thể chi phối thân thể này để có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm giác, biết, có tri giác? Tức cái đó mới là ta. Như vậy thân thể này phải gọi là gì? Chúng ta chỉ có thể bảo nó là của ta, rằng thân thể của tôi, chứ không thể nói thân thể này là tôi. Vậy thân thể giống như gì? Hãy ví thân thể này tựa như một căn nhà mà ta đương trú ngụ, thì ta không thể nói nhà này là ta được. Nếu quý vị nói như vậy, thiên hạ sẽ cười quý vị đến rụng hết răng đấy. Nhưng nếu quý vị bảo thân thể này là ta thì không ai cười quý vị cả. Tại vì sao? Bởi vì lâu nay mọi người đều không biết rõ về thân này. Không phải là ta mà cứ ngỡ rằng là mình, mà chấp nhận căn nhà là ta. Vì quen nhìn nhận nó một cách không minh bạch như vậy, nên chẳng khác gì đồng hóa ta với căn nhà ta đương trú ngụ. Ở trong thân thể có sự thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm giác, biết. Đó chính là Phật tánh. Phật tánh này mới chính là ta. Còn như thân thể này bất quá chỉ là do nhân duyên hòa hợp mà thành. Và khi nhân duyên hết hòa hợp thì nó sẽ bị phân tán. Do đó quý vị không thể bảo rằng thân thể là ta, chỉ có thể nói nó là của ta. Cho nên nếu ta không muốn nó thì có thể đổi lấy một cái thân khác. Quý vị đều có cái quyền lợi này, là tùy theo ý muốn của quý vị, hay là vì quý vị ở chỗ đó mà quý vị không biết đó thôi. Vì quý vị trú ngụ ở trong nhà, không biết sự việc gì xảy ra ở bên ngoài, nên cứ tưởng rằng nhà đó chính là quý vị. Do đó chúng ta phải bỏ điều chấp trước căn nhà này là mình. Khi nói về sắc, và chúng ta hãy phân tích thử, thì cũng sẽ thấy sắc cũng là không. Rồi từ chỗ không bên trong mà biến thành sắc pháp. Làm sao để biến đây? Khi đất, nước, gió, lửa hòa hợp lại, tức tạo thành một thân thể. Có người nói Thượng Đế tạo ra con người. Vậy Ngài dùng gì để làm ra người đây? Ngài cũng phải lấy đất, nước, gió, lửa mà tạo nên thôi. Nếu chúng ta dùng đất, nước, gió, lửa thì cũng tạo nên được thân người. Ai cũng làm được. Như dùng một chút đất, một ít lửa, một chút nước, một chút gió là có thể tạo thành người. Nhân duyên đủ hòa hợp lại tức sẽ thành thân người. Còn nếu hết duyên, mọi thứ phân tán tức là hết. Nếu ta hiểu minh bạch sắc tức là không, thì chúng ta sẽ không chấp cho thân này là ta được. Nó chỉ là một sở hữu lệ thuộc về ta. Vì vậy
quý vị không nên dính mắc vào nó. Nếu có thái độ cho thân thể là cái của tôi, thì quý vị chỉ có việc là lo cho nó, rồi khiến tâm quý vị cứ làm nô lệ cho nó. Còn tâm đây mới là một cái tánh giác tri. Quý vị nên biết rõ rằng cái thân thể chỉ là một xác pháp, là giả không thật, nên đừng chấp trước vào nó. Vì không tham luyến vào nó, tức sẽ phá tiêu được sắc quẩn. Một khi phá sắc quẩn rồi, tức sẽ trở thành không. Thọ nạp thị nghĩa là thọ quẩn, quẩn thứ hai trong năm quẩn, cũng giống như thế. Nói rõ hơn là thọ quẩn cũng như sắc quẩn đều là không. Vọng tưởng thiên lưu hành nghiệp bài. Vọng tưởng là chỉ tưởng quẩn, thiên lưu trôi đi, chỉ hành quẩn. Hành nghiệp bài là hành quẩn cũng hợp với vọng tưởng mà bày ra thứ tự với nhau, nên nói nghiệp quả bày ra. Thức nải liễu biệt ngũ ấm cụ. Liễu biệt là thức quẩn, nó có khả năng phân biệt ngũ ấm đầy đủ. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Kính qua thủy nguyệt tuyệt trần ai. Kính qua thủy nguyệt nghĩa là qua trong gương, trăng đáy nước. Ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành và thức cũng giống như qua trong gương hay bóng mặt trăng dưới nước. Tuyệt trần ai là không bị nhiễm chút bụi bặm nào. Nguyên câu này ngụ ý tất cả ngũ ấm đều là không. Không nhi bất không minh đại dụng. Khi nào chưa thấy được năm quẩn là không, thì chừng đó chúng ta vẫn còn nhiều phiền não, nhiều vọng tưởng. Trái lại, một khi đã sáng tỏ thì sẽ chuyển thức thành trí, và ngay khi đó sẽ xuất hiện ra cái đại dụng màu nhiệm. Không mà chẳng không, rõ đại dụng là ý nghĩa của câu tụng trên. Kiến do dị kiến lạc khoái tai. Từ chỗ chân không mà phát sanh diệu hữu cũng là một loại đại dụng nhiệm màu. Kiến do dị kiến, tức thấy đó mà giống như là không thấy, mà hoàn toàn không bị cảnh giới xoay chuyển. Và nếu được vậy thì mới đạt tới một niềm an lạc chân chánh, nên nói lạc khoái tai. Độ nhất thiết khổ ách. Ngài vượt thoát mọi khổ ách. Độ quá khổ hải xuất luân hồi. Vũ tế thiên tịnh nguyệt chính quy. Càng nguyên đạo thể nhân trung thánh. Bất hoại kim khu thế thượng hy. Thoát sanh hà tu thiên niên dược. Chứng diệt khởi đại dạng kiếp kỳ. Nhị tử vĩnh vong ngũ trú tận. Tiêu giao pháp giới nhiệm đông tây. Nghĩa là vượt qua biển khổ khỏi luân hồi. Mưa tạnh trời trong trăng sáng soi. Đạo thể thuần dương thánh trong người. Chẳng hoài kim thân đời hy hữu. Thoát sanh tử cần chi thuốc tiên. Chứng niết bàn há đời vàng kiếp. Nhị tử dẹp xong hết ngũ trú. Mặc sức ngao du khắp đông tây. Kinh văn nói độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là vượt qua hết mọi khổ ách. Chữ độ là vượt thoát, nhất thiết là bao hàm hết thảy khổ ách. Khổ đã là một cảm giác khó chịu mà lại thêm một cái tai ách nữa thì càng đau khổ hơn. Độ là độ thoát. Vậy độ thoát là nghĩa thế nào? Đó là nghĩa lìa khổ mà được vui. Cũng có nghĩa giải thoát. Nhưng sao không nói giải thoát hết thảy khổ ách mà lại nói là độ thoát? Đây là theo câu chiếu kiến ngũ quẩn giai không như trên mà ra. Chữ độ này có ý nghĩa tu hành. Tuy là chiếu kiến ngũ quẩn giai không rồi, nhưng vẫn cần phải tu hành. Bởi có tu mới vượt qua được hết thảy các khổ ách. Nếu như không tu mà chỉ soi thấy chúng là không, thì cái thấy đó có ích lợi gì? Vì vậy khi chiếu thấy không rồi, và quý vị biết là đó không, có cảm giác cũng là không, nhưng quý vị vẫn cần phải thực hành nữa. Cho nên có câu nói lý tuy đốn ngộ, sự phải tìm tu, là nghĩa này. Chúng ta có hiểu thấu đáo lý lẽ rồi thì tu mới độ thoát được khổ ách. Nếu chỉ hiểu được không mà chẳng tu hành thì cái không đó là vô dụng, và cái có cũng là vô dụng luôn. Do đó chúng ta phải thực sự hạ thủ công phu, thực sự thực hành mới mong độ thoát khổ ách. Chứ không phải chỉ tu thiền bằng miệng lưỡi, bảo rằng ta được khai ngộ nọ kia và chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vân vân. Khai ngộ ư? Khai ngộ bằng cách nào? Chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì ra sao? Kỳ thực nói ra thì dễ, nhưng làm được mới là khó.
vì nói ra được là pháp, còn thực hành được mới là đạo. Cho nên quý vị nói được thì phải thực hành cho được. Quý vị hiểu được không rồi, nhưng vẫn còn phải thực tu, mượn cái không để tu cái có, và mượn chân không để mà tu diệu hữu. Độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là không phải một thứ khổ ách mà bao gồm hết thảy mọi thứ khổ ách ở bên trong. Mọi khổ sở, tức nói về ba khổ, tám khổ và vô lượng khổ. Ba khổ gồm khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, và còn được gọi là ba thọ, tức khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Cũng là thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ, bất lạc. Sao gọi là thọ? Thọ nghĩa là tiếp thọ, cảm thọ. Quý vị cảm thọ cái khổ, cảm thọ cái vui, cảm thọ cái chẳng khổ chẳng vui. Khổ khổ tức là khổ thọ, hoại khổ là lạc thọ. Quý vị đừng nghĩ rằng vui, lạc thì không có khổ, bởi vì cái vui cũng sẽ bị tàn hoại. Khi hoại thì có cái khổ của sự tàn hoại. Không khổ không vui thì khá đấy. Bất khổ bất lạc gọi là hành khổ, tức cũng cảm thấy không vui thích gì, không có chi đáng kể. Đó là ba khổ. Tám khổ thì gồm có khổ của sanh, già, bệnh, chết, khổ của ái biệt ly, khổ quán tán hội, khổ cầu bất đắc, và khổ của ngũ ấm xí thịnh. Đã làm người thì ai chẳng phải vì sinh ra mới có. Khi đã sinh ra thì phải chịu khổ về sanh, và ai mà chẳng già. Có người nói rằng nếu đứa nhỏ chưa đến tuổi già mà đã chết thì sao? Vì nó chưa đến tuổi già, và nó vốn đã không có tri giác gì. Đúng đấy, nó không già nhưng nó vẫn chịu khổ về bệnh, chịu khổ về chết. Tức có thể nói là nó cũng chịu cả cái khổ về già. Tại sao nói nó có cái già khổ? Vì cái ngày nó chết đó chứng tỏ nó đã già đi. Nếu nó không già thì sao lại chết? Quý vị nói đứa trẻ cũng có thể biến thành già sao? Bởi vì nó chết đi nên nói là già, mặc dù mạng sống nó chưa thành thục trưởng thành. Chẳng qua thọ mạng của nó ngắn ngủi, nhưng tới lúc chết nó đã phải trải qua cái khổ của sự già. Nếu không già thì làm sao chết được? Cho nên nó cũng không tránh khỏi sự già khổ. Nói tới bệnh khổ, chắc không ai dám bảo rằng có bệnh là không khổ. Vì khi có bệnh thì đau khổ vô cùng. Cho dù quý vị đã được khai ngộ rồi, nhưng lúc bị bệnh vẫn là một cái khổ. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca đã lãnh quả báo kim thương mã mạch, là quả báo cây thương đau và ăn lúa ngựa. Quý vị nói là không có già khổ và bệnh khổ phải không? Vậy thì tại sao Phật Thích Ca lại bị các quả báo trên? Số là trong một kiếp xa xưa, lúc ngài còn là đứa bé, sống tại một địa phương đương bị nặng đói kém, và gặp lúc dân chúng kéo một con cá lớn từ dưới biển lên bờ để làm thịt ăn. Trước khi làm thịt cá, đứa nhỏ, tức tiền kiếp của Phật Thích Ca, đã cầm một cây gậy lớn đập vào đầu con cá mấy cái. Sau này dù tu thành Phật, nhưng thỉnh thoảng ngài vẫn bị đau đầu, y như có một cây thương đập vào đầu ngài vậy. Đó là sự tích kim thương. Còn quả báo về mã mạch là lúa ngựa, cũng từ nguyên nhân trong một kiếp xưa ngài đã nói lầm lỡ một câu. Ngài bảo một tu sĩ rằng sư ấy tu chưa đủ khổ, và sự tu khổ hạnh của sư ấy cũng không đúng. Vì nếu thật sự tu khổ hạnh thì sư ấy phải ăn đồ thực phẩm của loài ngựa. Sau này lúc đã thành Phật, nhưng khi ngài đi tới một thành thị rồi ở đấy kiết hạ an cư, nhưng quốc vương ở nơi đó không cúng dường mà chỉ cho ngài và các tỳ kheo lúa dành cho ngựa. Điều này chứng tỏ ngài gieo nhân xưa mà đã tạo thành nghiệp, và tất nhiên có ngày phải chịu quả báo. Sau khi chịu khổ từ sanh, già và bệnh là tới chết. Chết là điều chẳng ai thích cả. Tại sao vậy? Vì chết có cái khổ của nó. Ngoài ra còn những cái khổ của ái biệt ly, quán tán hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thịnh. Bao nhiêu là khổ, gọi chung là các thứ khổ. Này nếu chúng ta tu hành thì chúng ta có thể miễn trừ được ba khổ, tám khổ, vô lượng khổ và hết thảy mọi thứ khổ ách. Cho nên gọi là độ nhất thiết khổ ách. Tôi có bài kệ tụng này
nay xin đọc cho các vị nghe như sau: độ quá khổ hải suốt luân hồi, hết thảy mọi khổ ách gọi chung là bể khổ, khổ hải, và muốn vượt thoát các khổ ách, ắt phải thoát khỏi sáu nẻo trong vòng luân hồi. Sáu nẻo đó là địa ngục, quỷ đói, súc sanh, người, Atula và trời, vũ tế thiên tình nguyệt chính huy. Nếu thoát được khỏi sáu nẻo thì lúc đó là lúc mưa tạnh, vũ tế, trời trong ráo, thiên tình. Nguyệt chính huy là nghĩa mặt trăng ở giữa bầu trời chiếu sáng, ý nói năm quẩn đều không, cho nên trời không có mây và không có mưa. Đây là cảnh trời trong mây tạnh, dừng trăng dằn dặc sáng soi, muôn dặm bát ngát không một gợn mây. Nếu đạt được cảnh giới này, tức sẽ phát sanh trí huệ chân chánh, soi chiếu cùng khắp cả. Bởi vì quý vị đã độ thoát hết mọi khổ ách nên mới có thể nói càn nguyên đạo thể dân trung thánh. Khi chứng được sơ quả rồi thì sắc thân là thuần dương, do đó kệ tụng dùng chữ càn nguyên, vì theo kinh dịch hai chữ này là biểu tượng cho thể dương. Đạo thể là thể của đạo tu hành, nhân trung thánh là bậc thánh trong loài người. Bất hoại kim khu thế thượng hy, khi chứng được sơ quả tu đạo hoàng thì hành giả đã đoạn trừ được 88 phẩm kiến hoặc, vì xác thân đã biến thành vàng rồng nên chẳng thể hư hoại, kim khu bất hoại. Và trên đời người ta coi việc này rất là hy hữu vậy. Thoát sanh hà tu thiên nhiên dược, năm xưa Tần Túy Hoàng đã muốn đến đảo Bồng Lai, nơi tiên ở, để cầu thuốc trường sanh, hầu thoát cảnh sanh tử. Này quý vị đâu cần phải đi kiếm thuốc tiên để mong sống mãi không già, thiên niên dược, mà chỉ cần độ thoát hết thảy khổ ách là làm chủ được sanh tử. Lúc đó quý vị muốn sống hay chết đều theo ý nguyện và hoàn toàn tự do. Cũng giống như Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, dù cho Diêm Vương cũng không có quyền quản lý ngài. Chứng diệt khởi đãi vạn kiếp kỳ, chứng diệt là chứng niết bàn. Trong pháp tứ đế gồm khổ, tập, diệt và đạo. Nếu chứng được diệt tức là thành đạo và đạt được vô dư niết bàn. Khởi đãi vạn kiếp kỳ nghĩa là há phải đợi thời gian cả trăm ngàn vạn kiếp, mà sẽ rất mau là có thể chứng đắc loại niết bàn vô dư này. Nhị tử vĩnh vong ngũ trú tận, nếu như chứng đắc tới trình độ thoát mọi khổ ách, vượt khỏi vòng luân hồi thì thân thể sẽ biến thành kim cang bất hoại, và lúc đó nhị tử cũng giải quyết xong. Thế nào gọi là nhị tử? Hai lần chết ư? Không phải, mà là hai thứ chết, phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, gọi tắt là nhị tử. Khi chứng quả A-la-hán thì mới giải thoát khỏi phần đoạn sanh tử, còn biến dịch sanh tử thì chỉ khi nào chứng đắc quả vị Bồ-Tát mới vượt qua được. Hiện là Bồ-Tát Quán Tự Tại đã chứng đắc quả vị Bồ-Tát, nên ngài đã hoàn toàn thoát khỏi biến dịch sinh tử. Trong câu kệ nhị tử vĩnh vong, mà chữ vong đây không phải có nghĩa là tử vong. Sách Đại Học có câu nhi kim vong hỷ, mà chữ vong này đọc là vô. Này chúng ta đọc cách nào cũng được, miễn hiểu rằng cả hai loại tử đều là vong, đều là không còn nữa. Ngũ trú tận nói về năm loại an trú trong phiền não. Thứ nhất là kiến trú phiền não, giống là kiến ái trú. Nhì là dục ái trú. Ba là sắc ái trú. Bốn là vô sắc ái trú. Và năm là vô minh ái trú. Do những loại ái trú này mà sinh ra chấp trước, rồi bởi chấp trước đó mà biến thành năm loại phiền não. Đức Quán Thế Âm đã vượt thoát năm loại phiền não này, nên từ đó ngài mới theo được như câu kệ sau: tiêu giao pháp giới nhiệm đông tây. Tiêu giao nghĩa là tự tại, tự tại cũng nghĩa là tiêu giao. Tiêu giao cũng là nghĩa tự do, và tự do có nghĩa là an lạc, cho nên nói rất là an lạc vậy. Tình trạng tự tại đó như thế nào? Đó là tùy ý du hành, tùy tiện ngao du khắp chốn. Nhiệm đông tây tức là mặc sức đi đông đi tây. Nhiệm đông tây, quý vị muốn dạo chơi thế giới cực lạc thì quý vị cứ việc tới. Muốn thăm thế giới lưu ly nơi đông phương cũng không có gì ngăn cản. Quý vị lại muốn vào cảnh ta bà cũng chẳng thành vấn đề. Chẳng cần phải xin chiếu kháng visa ở lãnh sự quán nào, hay phải theo một thủ tục gì phiền phức, mà muốn đi là đi. Như vậy gọi là tiêu giao pháp giới.
Pháp giới không phải chỉ có phương Đông hay Tây, mà cả các phương Nam Bắc, tứ duy bốn phía thượng hạ, tóm lại là gồm trọn 10 phương. Quý vị tới đâu cũng được ở nơi đó hoan nghênh, không có vấn đề như quý vị muốn tới mà nơi đó không nên đón quý vị hay không cho quý vị nhập cảnh. Cho nên quý vị muốn đi đâu cũng được. Tiêu Dao pháp giới nhiệm Đông Tây, quý vị có thấy rằng mặc ý Ngao Du như vậy chẳng phải là thoải mái lắm hay sao? Thật vô cùng tự tại, vô cùng tiêu dao, một pháp giới tự do, bình đẳng, đầy đủ tính cách bình đẳng chân chánh. Nếu thanh toán xong nhị tử, ngũ trú, tự nhiên quý vị sẽ đạt tới cảnh giới tự do, một sự tự do chân chánh, một sự vui thú chân chánh, một sự bình đẳng chân chánh, một sự tiêu dao chân chánh. Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử thì kiên cố trưng, dịch tác thu lộ mẫu nghi hình, giới định viên minh châu quan hiện, hành giải tương ưng thể linh lung, đại trí dân hà nhân ngu biểu, thiện biện dĩ tại mẫu phúc sanh, nhân giai cụ thử chân thật huệ, thủ chư tào khê bảo lâm phong. Nghĩa là Xá Lợi Tử hàm nghĩa kiên cố, dịch là thu lộ tên mẹ ngài, giới định tròn đầy châu sáng soi, hành giải tương ưng thân trong suốt, gọi đại trí bởi hiền ngu dân, trong thai mẹ biện tài đa giỏi, ai ai cũng đủ chân trí huệ, thủ giữ tào khê bảo lâm phong. Xá Lợi Tử thì kiên cố trưng. Xá Lợi Tử cũng là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Sari là tiếng Phạn, Tử cũng là từ tiếng Phạn Phất Bhutra mà dịch ra. Xá Lợi Tử hàm ý nghĩa kiên cố. Cái gì kiên cố? Trí huệ kiên cố. Cho nên tên Xá Lợi Phất là kiên cố, tức trí huệ của ngài kiên cố. Và riêng ngài được đặt cho cái tên đó cũng đã nói lên ý nghĩa của sự kiên cố, kiên cố trưng. Dịch tác thu lộ mẫu nghi hình, chữ Phạn Xá Lợi dịch nghĩa thành thu lộ, là một loài chim lớn ở biển. Loài chim biển này bay rất cao, cặp mắt nó dĩ như kính viễn vọng, nhìn xa thấy rõ. Như dưới biển đàn cá bơi qua lại như thế nào, ở trên cao chúng đều trông thấy cả. Rồi như một quả tiễn, chúng lao xuống biển bắt cá lên ăn. Từ trên cao mà bắt cá được như vậy là vì mắt chúng nó sáng nhạy, thấy hết mọi thứ một cách rõ ràng. Cho nên Xá Lợi là tên của loài chim thu lộ. Theo truyền thống tại Ấn Độ, người ta thường lấy tên cha hay tên mẹ ghép vào để đặt tên cho con. Cũng có khi họ lấy cả tên cha và tên mẹ mà đặt tên cho con. Ngài Xá Lợi Phất được đặt tên Xá Lợi Tử vì bà mẹ ngài có tên là Xá Lợi, và Tử nghĩa là con, nên Xá Lợi Tử nghĩa là con của bà Xá Lợi, tức y theo cung phép tên của mẹ ngài mà đặt tên cho ngài như vậy. Giới định viên minh châu quan hiện, trong những kiếp quá khứ, nhiều đời ngài Xá Lợi Phất đã tu định, tu giới, tu huệ. Ngài tu giới viên mãn, tu định viên mãn và tu huệ viên mãn, nên mọi thứ đều sáng tỏ tròn đầy, viên minh, tự như viên ngọc phóng quang sáng chói, châu quang hiện. Hành giải tương ưng thể linh lung, ngài vừa tu hành vừa học giáo pháp, hành giải tương ưng, thành thử trí huệ của ngài thật rộng lớn quảng đại. Linh lung nghĩa là thân thể của ngài trong suốt tựa lưu ly. Đại trí chi hà nhân ngu biểu, sao gọi là đại trí huệ? Vì có biểu hiện của người ngu si. Nhưng ngài Xá Lợi Phất thì không giống loại người ngu si này. Kẻ ngu si thường làm những chuyện điên đảo, như mới nói ra thì có bộ rõ ràng hay ho lắm, nhưng khi đích thực làm thì thành ra sai trái. Một khi hướng về sự sai trái mà làm, đó gọi là ngu si. Còn bậc trí huệ thì không mê mờ, các ngài không thể đã biết là sai mà còn cố phạm, tức các ngài không hề điên đảo như những kẻ ngu si, nên gọi là đại trí huệ. Thiện biện dĩ tại mẫu phúc sanh. Chắc quý vị hãy còn nhớ, lúc xưa khi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi đã kể qua chuyện này nhiều lần. Số là bà mẹ và ông cậu của ngài Xá Lợi Phất thường hay tranh luận với nhau, và lần nào mẹ ngài Xá Lợi Phất cũng thua ông cậu. Sau này tới kỳ bà mang thai tôn giả Xá Lợi Phất thì sự việc ngược lại, nghĩa là mỗi lần tranh biện là mỗi lần ông cậu phải chịu thua, vì không đủ lý lẽ để biện luận với bà mẹ của ngài.
Bởi vậy ông cậu ngài mới đi kiếm thầy ngoại đạo để học cách nghị luận. Đến khi trở về nhà thì ngài Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia. Do vì khi trong bào thai mà ngài Xá Lợi Phất đã có thể giúp mẹ biện luận thắng được ông cậu, cho nên kệ tụng mới nói: "Thiện biện dĩ tài mẫu phúc sanh", nghĩa là biện tài đã giỏi khi còn trong bụng mẹ. Nhân giai cụ thử chân thật huệ, loại trí huệ rộng lớn chẳng phải riêng gì tôn giả Xá Lợi Phất mới có, mà ai ai cũng đều có loại trí huệ chân thật này. Chỉ có điều là không ai biết dùng, mà cơ hồ như quên mất nó luôn. Nếu như mọi người đều sử dụng loại trí huệ này thì ai ai cũng có được. Thủ chư Tào Khê Bảo Lâm Phong: "Cái trí huệ chân thực này ở tại chỗ nào?" "Tại Tào Khê." "Tào Khê là ở đâu vậy?" "Tại chùa Nam Hoa, huyện Mã Bá, tỉnh Quảng Đông, nước Trung Hoa." "Quý vị nói xa dữ vậy, tôi làm sao để tới đó được chứ?" "Vì chùa Nam Hoa thì ở núi Bảo Lâm, là đạo tràng của Lục Tổ, đường đi lại xa dịu dợi nên không có cách nào tới đó rồi." "Mọi người có thể nghĩ như vậy." "Được lắm. Thực ra chúng ta cũng khỏi cần đi đâu cho xa, vì mỗi người đều có sẵn núi Bảo Lâm và chùa Nam Hoa này ở ngay trong chúng ta đây, nên không phải đi tìm ở đâu hết. Từ quý vị đã có loại trí huệ này, từ bổn thể quý vị đã có sẵn Tào Khê Bảo Lâm Phong, thì quý vị còn phải chạy đi đâu tìm kiếm nữa hả? Trí huệ này vốn ở ngay trong quý vị thì làm sao mà tìm đây? Quý vị chỉ cần buông bỏ ngay tâm điên đảo, tâm vọng tưởng, mà tự dụng công tham thiền tĩnh tọa là có thể đắc được trí huệ. Đó tức là Tào Khê Bảo Lâm Phong. Vì khi quý vị ngồi xuống tham thiền chỗ nào thì chỗ đó cũng giống như ở núi Bảo Lâm của Tào Khê vậy.